xin Ngài dù thương nhận lấy. Xin dâng lên một năm mới đầy những lo toan, nguyện xin Chúa gìn giữ khang an cho đời con luôn đường vững vàng, cho niềm tin đêm ngày tươi sáng. Chờ tháng ngày cho đời con sống theo lời Ngài. Hồng ân Thiên Chúa mọi nơi, Ngài ban xuống cho con người, cho mùa xuân mai đẹp tươi, muôn loài đừng luôn sống vui. Đời con đâu có là chi, Ngài không đỡ nâng đồ chi, con dù lao có nhọc công gia chẳng xe can biến đâu. Xin dâng lên một năm mới đầy những lo toan, nguyện xin Chúa gìn giữ khang an cho đời con luôn đường vững vàng, cho niềm tin đêm ngày tươi sáng. Chờ tháng ngày cho đời con sống theo lời chờ tháng ngày cho đời con sống theo lời Ngài. Xin Ngài thương che chở tháng ngày cho đời con sống theo lời
Vô tư. Con xin kính mời quý Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn an tọa. Trọng kính Đức Tổng Giuse, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ban chánh chương, ban hành giáo, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Lời thánh vịnh này đã diễn tả tâm tình vui mừng và hoan hỷ của cộng đoàn dân Chúa, giáo họ Sâm Đông chúng con trong ngày hôm nay. Một ngày vui mừng hân hoan của tất cả mọi thành phần của đại gia đình giáo xứ Sâm Bồ, cách riêng là giáo họ Sâm Đông. Sau những tháng năm dài mong đợi, trông chờ có một nơi xứng đáng dành riêng cho Thiên Chúa, niềm mong đợi ấy hôm nay không còn là niềm mơ ước nữa, nhưng đã trở thành hiện thực bằng một công trình to lớn đang được xây dựng. Đặc biệt, ngày hôm nay, giáo họ chúng con hân hoan chào mừng Đức Tổng Giuse đến viếng thăm và chủ sự thánh lễ, đặt viên đá xây dựng và chúc lành cho công trình của chúng con. Trong niềm vui của ngày hồng phúc hôm nay, trước tiên, toàn thể cộng đoàn chúng con hân hoan chào đón sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Tổng Giuse, giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng, vị cha chung kính yêu của chúng con. Tiếp đến, chúng con hân hoan chào đón cha An Tôn Nguyễn Văn Uy, quản hạt giáo hạt chính tòa và cũng là cha xứ cựu kính yêu của chúng con. Thánh điềng trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn chúng con cũng hân hoan chào đón quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thầy trong tình thương mến đã hiện diện hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện, đồng thời chia sẻ niềm vui với gia đình giáo họ Sâm Đông chúng con. Sau cùng, cộng đoàn giáo họ chúng tôi cũng hân hoan chào đón quý chính quyền các cấp, quý vị tôn giáo bạn, quý ban chánh chương, ban hành giáo, các xứ họ, quý khách xa gần, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn, tất cả đã vì tình thương mến đã hiện diện để chúc mừng và cầu nguyện cho chúng tôi trong ngày hồng phúc hôm nay.
Hòa chung tâm tình và ý nguyện trong ngày lễ đặt viên đá móng đầu tiên xây dựng thánh đường, giờ đây con xin kính mời Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn cùng đứng để bắt đầu hiệp dâng thánh lễ. Xin mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cha quản hạt, kính thưa các cha, các tu sĩ nam nữ, kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp, kính thưa ban chánh trường, ban hành giáo, thưa quý ông bà và anh chị em. Là người Kitô hữu, mỗi dịp gặp nhau là dịp để chúng ta dâng lời tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta mỗi khi chúng ta gặp nhau nhân danh giáo hội. Đặc biệt tại giáo họ của Sâm Đông hôm nay, chúng ta vui mừng với cộng đoàn nhỏ bé này khi công trình ngôi thánh đường đã được xây dựng một phần quan trọng. Và hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ tạ ơn cũng như nghi thức làm phép và đặt viên đá vào góc nhà thờ là một nghi thức mang tính tượng trưng để khẳng định với chúng ta đời sống người Kitô hữu và các công trình xây dựng ngôi thánh đường đều được xây dựng trên nền tảng là Đức Giêsu. Bởi vì Đức Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống. Đức Giêsu là Thiên Chúa đấng cứu độ trần gian. Tôi hân hạnh được hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta hôm nay, gồm có các linh mục, tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa. Trước hết tôi xin trân trọng kính chào các cha và tất cả quý ông bà và anh chị em. Chúng ta cùng dâng thánh lễ này để tạ ơn Chúa, không chỉ với cộng đoàn Sâm Đông mà còn vì mỗi người chúng ta. Bởi lẽ cuộc sống của chúng ta hàng ngày đón nhận biết bao ơn lành của Chúa. Trong thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho công trình nhà thờ Sâm Đông sớm được hoàn thành. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các quý vị ân nhân là những người đã hy sinh đóng góp cả để chúng ta có được ngôi nhà thờ này. Giờ đây chúng ta cùng sám hối mọi lỗi lầm, xin Chúa thanh tẩy cho những yếu đuối và những bất toàn của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần, vì vậy tôi xin được bà Maria.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành. Này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lớn tốt của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lớn tốt với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa. Loan truyền tình Cha chẳng ngơi, vì Người đã phán tình ta đã ban đứng vững ngàn năm. Trên cõi mây trời Người đã thiết lập lòng chung. Nhà David và Người đã
báu của người ta đã thiệt lầm từ muôn đời. Lạy Cha muôn loài đấng an bài nơi con nương tựa và chính là nguồn mạch cứu độ con, và lòng dùng ai người sẽ lấy dư mãi mãi tràn ngưng. Ta đã duy trì lời giao ước này thật lâu dài. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện. Phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào. Trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người, chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh. Lên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không tiếc gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về.
chúng sẽ nghe tiếng tôi và chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong giáo huấn Kitô giáo, những gì nói về một ngôi nhà thờ thì cũng giống như những gì nói về giáo hội. Tôi xin nhắc lại, những gì suy tư về một ngôi nhà thờ thì cũng giống như những gì chúng ta suy tư về giáo hội. Nhà thờ là một công trình vật chất được xây dựng, có thể bằng gỗ, bằng đá, bằng gạch hay bằng bê tông cốt sắt. Giáo hội là cộng đoàn của những người tín hữu tin vào Chúa Giêsu và đã được lĩnh nhận phép rửa. Vậy giáo hội là con người. Nhà thờ là một công trình vật chất. Nhưng mà trong giáo huấn của Kitô giáo, những gì trình bày về một ngôi nhà thờ thì giống như những gì trình bày về giáo hội. Điểm thứ nhất, cả ngôi nhà thờ và giáo hội đều là nơi quy tụ những người tín hữu. Ngôi nhà thờ là nơi quy tụ chúng ta và giáo hội cũng là nơi quy tụ chúng ta. Quy tụ để làm gì? Ngôi nhà thờ này quy tụ mọi người lại để tôn thờ Thiên Chúa, và giáo hội là cộng đoàn những người Kitô hữu được quy tụ lại để mà tôn thờ Thiên Chúa. Đó là điểm giống nhau đầu tiên. Vì thế mà một ngôi thánh đường dù là xây kiên cố, mặc dù là xây ở thành phố hay nông thôn, mặc dù là chỉ là mái lá sơ sài, nhưng mà luôn luôn là nơi quy tụ các tín hữu để thờ phượng Chúa. Đó là mục đích của một ngôi nhà thờ được xây dựng, chứ không phải ngôi nhà thờ xây dựng để cạnh tranh với những công trình xung quanh. Ngôi nhà thờ không xây dựng giống như một nhà văn hóa, không phải là một trung tâm hội nghị, không phải là nhà thi đấu. Nhưng ngôi nhà thờ được xây để quy tụ mọi người và có mục đích tôn thờ Thiên Chúa. Giáo hội cũng thế. Giáo hội không phải là một tổ chức trần gian, nhưng giáo hội là một tổ chức do chính Chúa Giêsu thiết lập. Vì thế mà giáo hội trường tồn với thời gian 2000 năm nay. Đến với quốc gia nào, nền văn hóa nào, giáo hội tồn tại nơi quốc gia, nền văn hóa ấy, và giáo hội không bao giờ thỏa hiệp với một chế độ chính trị, bất kể là chế độ chính trị nào. Dù chế độ chính trị đó có tốt đến mấy chăng nữa thì giáo hội không bao giờ thỏa hiệp với chế độ chính trị ấy. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt giáo hội và các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội. Điểm giống nhau thứ nhất tôi đang thưa với cộng đoàn đó là ngôi nhà thờ cũng như giáo hội là nơi quy tụ. Điểm thứ hai giống nhau giữa ngôi nhà thờ và cộng đoàn tín hữu là có Chúa hiện diện. Chúng ta quy tụ lại với nhau để cầu nguyện, quy tụ lại với nhau để làm thành giáo hội là vì có Chúa hiện diện giữa chúng ta. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trước khi Chúa về trời: "Này đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Chúa Giêsu cũng nói: "Ở đâu có hai hay ba người hội lại với nhau mà cầu nguyện, thầy ở giữa họ." Chúa Giêsu cũng nói: "Khi nào mà anh em làm phúc cho những người bé mọn, cô thế cô thân trong xã hội là anh em làm phúc cho Thầy." Chính vì vậy, nếu chúng ta quy tụ lại cầu nguyện là chúng ta tin có Chúa đang hiện diện chúng ta. Chúa đang hiện diện giữa chúng ta để lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ngôi nhà thờ là nơi để cầu nguyện. Cộng đoàn tín hữu làm thành giáo hội là tổ chức
quy tụ những người, những con người mọi nền văn hóa khác nhau để tôn vinh Thiên Chúa và để cầu nguyện, và trong giáo hội có Chúa Giêsu hiện diện. Không những có Chúa Giêsu hiện diện mà Chúa còn nói với chúng ta trong bài phúc âm vừa nghe: tôi là mục tử nhân lành. Chúa Giêsu hiện diện và hướng dẫn chúng ta. Chúa hướng dẫn chúng ta như một chủ chăn, một mục tử chăn dắt đoàn chiên của mình. Người mục tử chăn dắt đoàn chiên của mình lo lắng chăm sóc cho từng con chiên. Khi thấy con chiên nào ốm đau thì chăm sóc một cách đặc biệt. Con chiên nào yếu đuối thì hướng dẫn. Con chiên nào bệnh tật hay là con chiên nào mà kém cỏi thì được quan tâm đặc biệt. Vì thế Chúa Giêsu là mục tử chăm sóc những người tín hữu giống như một mục tử chăm sóc đoàn chiên. Vì thế mà giáo hội, tức là cộng đoàn Kitô hữu, có Chúa Giêsu là đầu. Và khi chúng ta đến nhà thờ này, chúng ta thấy nhà chầu ngự ở giữa trung tâm của cung thánh, bởi vì nơi đấy có Chúa Giêsu thánh thể. Chúng ta thấy có tượng Chúa Giêsu chịu nạn, và ở giảng đài chúng ta được nghe chính lời Chúa Giêsu phán với chúng ta. Đó là điểm tương đồng thứ hai, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhà thờ hay giáo hội là nơi có Chúa Giêsu hiện diện, đồng thời là đầu và là đấng lãnh đạo. Điểm tương đồng thứ ba nữa cũng rất quan trọng, đó là một ngôi nhà thờ hay là giáo hội, cộng đoàn đức tin đều phải được xây dựng trên nền tảng là chính Chúa Giêsu, chứ không xây dựng trên một triết thuyết của con người. Chính vì vậy mà chúng ta cử hành nghi thức làm phép viên đá này và đặt vào góc nhà thờ. Có nhiều người cứ gọi là viên đá đầu tiên, không đúng, phải gọi là viên đá góc. Viên đá này có ý nghĩa là thế nào? Chúa Giêsu là viên đá góc của tòa nhà giáo hội. Vì thế mà ngôi nhà này xây dựng và có viên đá đặt vào góc. Góc là cái nơi chịu lực, là cái nơi hai bên, hai cạnh tường nối kết với nhau. Nếu ở góc có viên đá chắc chắn thì ngôi nhà thờ ấy bền vững, không bị xé góc ở móng và tường. Vì thế khi đặt viên đá vào là chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là viên đá góc, là nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta và nền tảng cho giáo hội. Ngôi nhà thờ được xây dựng và đặt viên đá góc, giáo hội cũng thế. Giáo hội này được xây dựng trên nền tảng, viên đá là chính Chúa Giêsu và viên đá ấy cũng là Phêrô. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: con là đá, trên đá này thầy xây giáo hội của thầy, quyền lực hỏa ngục cũng không thể thắng nổi. Vì thế chúng ta thấy một ngôi nhà thờ hay một cộng đoàn đức tin hay là cộng đoàn giáo hội đều được xây dựng trên nền tảng là chính Chúa Giêsu. Nói như thế xem ra có vẻ mơ hồ. Như thế nào là xây dựng nền tảng nên trên nền tảng Đức Giêsu? Có nghĩa là chúng ta phải lắng nghe giáo huấn của Chúa. Đời sống của người Kitô hữu, đời sống của cộng đoàn đức tin nơi giáo họ Sâm Đông này phải được thực hiện do theo như giáo huấn Chúa nói trong phúc âm. Không phải là theo sự khôn ngoan của con người, không phải là tùy theo cha xứ này muốn dạy bảo cái gì thì dạy, muốn đưa ra ý kiến nào thì đưa, muốn đưa ra sáng kiến nào thì làm. Không phải, cha nào thì cũng thế, phải đặt để đời sống đức tin của cộng đoàn tín hữu trên nền tảng là chính giáo huấn của Chúa Giêsu. Và đời sống của cộng đoàn tín hữu nơi đây cũng vậy. Nếu một cộng đoàn tín hữu mà không đón nhận lời Chúa hay là đi ngược lại với lời Chúa thì không còn là những người Kitô hữu chính danh và không còn xứng đáng mang danh giáo hội của Chúa Kitô. Chính vì thế mà điều tương đồng thứ ba tôi đang thưa với cộng đoàn, đó là ngôi nhà thờ này cũng như cộng đoàn giáo hội được xây dựng trên nền tảng là chính Chúa Giêsu, được tượng trưng qua nghi thức làm viên đá, làm phép viên đá và đặt vào góc ngôi nhà thờ này. Điểm tương đồng thứ bốn, tôi nghĩ chắc là có nhiều lắm, nhưng hôm nay tôi chỉ trích dẫn 4 điểm thôi. Tôi nghĩ đó cũng là điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Đó là
ngôi nhà thờ này dù xây kiên cố mấy đi nữa thì cũng chỉ là phương tiện. Giáo hội của chúng ta cũng thế, dù hồng mạnh mấy đi nữa thì cũng chỉ là phương tiện dẫn con người đến với Chúa. Ngôi nhà thờ này là phương tiện dẫn đưa con người đến với Chúa. Ngôi nhà thờ này không có mục đích vĩnh cửu, mà vĩnh cửu của chúng ta đó là hạnh phúc nơi thiên đàng Chúa dành cho những người công chính. Chính vì vậy mà khi chúng ta đến ngôi nhà thờ này để dâng thánh lễ, ngay như giờ phút này đây chúng ta đã dâng thánh lễ, là chúng ta hợp với phụng vụ thiên quốc. Chúng ta nhớ lại ngôn sứ Isaiah đã nhìn thấy trong thụy kiến Chúa ngự trên ngai cao cả, có các thiên thần rất đông ca hát tôn thờ, hương khói nghi ngút, và có 24 vị kỳ lão sấp mình trước mặt Chúa và hô lên: thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Đó là lời ngôn sứ Isaiah. Cho nên chúng ta trong thánh lễ đọc kinh thánh, thánh, thánh là lời, là điều mà ngôn sứ Isaiah đã nhìn thấy ở trên thiên đàng. Và đồng thời giáo lý của giáo hội dạy chúng ta khi chúng ta tham dự thánh lễ ở trong ngôi nhà thờ này là chúng ta hiệp thông với phụng vụ thiên quốc, tức là phụng vụ ở trên trời, tức là lễ nghi ca tụng tôn vinh danh Chúa, lễ nghi thờ lạy Chúa. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy Chúa, cho nên trong bài kinh, trong kinh tiền tụng, các cha, các linh mục vẫn đọc trong thánh lễ: vì thế hiệp cùng với các thiên thần, các thánh trên thiên quốc, các quản thần, các vệ thần và toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con cùng cất tiếng tung hô rằng. Có nghĩa là chúng ta tham dự phụng vụ trên trời, phụng vụ thiên quốc. Cho nên giáo hội cũng vậy, giáo hội là phương tiện để dẫn đưa chúng ta đến với Chúa. Ngôi nhà thờ này cũng là phương tiện dẫn đưa chúng ta đến với Chúa. Vì thế mà mục đích của chúng ta không phải là dừng lại ở ngôi nhà thờ này, nhưng mà nhờ có ngôi nhà thờ này mà chúng ta được gặp Chúa, đời chúng ta được biến đổi, tâm hồn chúng ta được canh tân, đời sống chúng ta nên thánh thiện. Đó mới là mục đích của người Kitô hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang nói đến bốn cái điểm tương đồng quan trọng khi trình bày về nhà thờ và khi trình bày về giáo hội. Điểm thứ nhất, nhà thờ và giáo hội là nơi quy tụ con người, các tín hữu. Điểm thứ hai, nhà thờ và giáo hội đều được xây dựng trên nền tảng là Đức Giêsu. Và điểm thứ ba, có Chúa hiện diện giữa chúng ta, giữa giáo hội và nơi ngôi nhà thờ này. Và điểm thứ bốn, giáo hội cũng như nhà thờ chỉ là phương tiện truyền tải chúng ta đến để gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi nhờ năng đến nhà thờ, chúng ta nên hoàn thiện và nên giống Chúa hơn trong cuộc sống hiện tại. Đó là bảo chứng cho chúng ta sẽ được kết hợp với Chúa trong tương lai. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa về công trình nhà thờ Sâm Đông. Chúng ta cầu nguyện cho các ân nhân. Tôi được biết ông bà Phó Hiệu quảng đại công đức cho ngôi nhà thờ này. Và tôi cũng được biết qua cha xứ có những vị ân nhân không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng mà cũng quảng đại cộng tác với chúng ta cho công trình này. Như có một vị ân nhân đã hứa cho nhà thờ Sâm Đông toàn bộ ghế nhà thờ, là một vị không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng trái tim thì cùng một nhịp đập với chúng ta. Và có thể là những vị ấy chưa được chịu phép rửa tội, nhưng mà tâm hồn thì được rửa tội rồi, bởi vì yêu mến Chúa và yêu mến giáo hội. Mỗi người chúng ta đều là thành viên của giáo hội. Vì thế chúng ta yêu mến ngôi nhà thờ, yêu mến giáo hội là chúng ta yêu mến Chúa. Xin Chúa đổ muôn ơn của người xuống trên ngôi nhà thờ này, cũng như trên cộng đoàn thân thương của chúng ta, để rồi bất kỳ ở nơi đâu thì chúng ta cảm nhận được sự hiện diện linh thiêng của Chúa, và qua đó Chúa tuôn đổ cho chúng ta muôn phúc lành. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, con một Cha sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã được ngôn sứ loan báo là đá, không phải do tay người phàm xẻ ra từ núi, và đã được Thánh Tông Đồ tuyên bố là nền móng không thể lay chuyển. Xin Cha làm phép viên đá này để chúng con đặt xuống móng nhà thờ nhân danh người. Cha đã đặt người làm nguyên thủy và cùng hết của mọi vật, thì xin Cha cũng để người hướng dẫn công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta đặt viên đá này vào móng để trong ngôi nhà thờ sẽ mọc lên ở đây. Chúng ta sẽ lãnh nhận được sức mạnh và ơn thánh của các nhiệm tích bởi trời. Chúng ta sẽ kêu cầu và ngợi khen danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nguyện chúc người được vinh quang và uy quyền thống trị đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa là Cha toàn năng,
người đã quy tụ chúng ta nơi đây trong ngày khởi công xây dựng nhà thờ mới. Xin Ngài cũng xây dựng chúng ta nên đền thờ sống động trên đá góc là Đức Giêsu Kitô, để mọi ngày chúng ta chúc tụng tôn vinh danh Ngài. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giuse, các giám mục, các linh mục luôn trung thành với đức tin và nhiệt tâm xây dựng một hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Hãy nhớ anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho giáo phận Hải Phòng được phát triển không ngừng, nhờ dân Chúa là những viên đá sống động góp phần xây dựng đền thờ Vinh Phúc quê trời, nơi mà mọi tín hữu luôn hướng đến với trọn niềm hy vọng cậy trông. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý ông bà, anh chị em trong giáo họ Sâm Đông, giáo xứ Sâm Bồ và cho hết mọi ân nhân gần xa đã quảng đại đóng góp trí tuệ, công sức cũng như vật chất cho việc xây dựng ngôi thánh đường này, được Chúa chúc phúc, che chở và cho đức tin ngày thêm mạnh mẽ dựa trên nền tảng vững chắc là Chúa Kitô. Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa ban phúc lành cho công trình nhà Chúa từ khởi sự cho đến hoàn thành, được bình an và xin Chúa xuống ơn trên những người tham gia xây dựng công trình này, được ơn lành hồn sáng. Thiên Chúa là Cha chúng con xin nhận lời dân Chúa đang tha thiết cầu nguyện cho công trình xây dựng nhà Chúa được luôn yêu thương và liên kết với nhau. Xin cho công trình này được mau hoàn tất để chúng con có nơi thờ phượng Chúa và lãnh nhận các mầu nhiệm thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu hình cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa về mọi ơn lành Chúa đã thương ban, mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng. Xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Thì
vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ. Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần bình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh giáo đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse, giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhờ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiến và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban. Đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mời Đức Tổng Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Giờ đây con xin được giới thiệu, ông Trùng Cả sẽ đại diện cho Cộng đoàn Giáo họ có lời tri ân tới Đức Tổng Quý Cha và Cộng đoàn. Chúng con trọng kính Đức Tổng Giuse, kính thưa các quản hạt và quý cha đồng tế, kính thưa quý nam nữ tu sĩ quý cố, kính thưa quý chức, quý khách và quý ân nhân. Cùng với Giáo hội Hoàn Vũ và dân tộc Việt Nam, chúng ta đang sống trong những ngày hân hoan mừng Chúa Giáng sinh và chuẩn bị đón chào năm mới Canh Tý. Niềm vui của chúng con được nhân lên vì hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Tổng lãnh Thiên Thần Micael. Ngôi nhà thờ Giáo họ chúng con đã được khởi công, nay được tổ chức thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá góc tường. Trong giờ phút vui mừng của ngày lịch sử này, như mẹ Maria khi sứ thần chuyển năm xưa, Giáo họ chúng con cùng dâng lời cảm tạ tri ân, lời chúc tụng ngợi khen và tôn vinh Chúa. Vì Chúa đã vái thương làm cho chúng con những điều kỳ diệu vượt sức tưởng tượng của chúng con qua công trình đức tin này. Chúng con xin tri ân Đức Tổng vì ngay từ khi chúng con trình nguyện vọng của dân họ, Đức Tổng đã động viên khích lệ, góp ý cho bản thiết kế, cho phép chúng con xây dựng. Khi công trình vừa khởi công, Đức Tổng đã về thăm tiến độ thi công. Và hôm nay, tuy rất bận rộn công việc mục vụ cuối năm của hai giáo phận, nhưng Đức Tổng đã về dâng thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá các tường cho công trình của chúng con. Chúng con cảm ơn cha quản hạt, quý cha và quý nam nữ tu sĩ đã về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Chúng con cảm ơn cha thứ Giuse đã ngày đêm quan tâm non nắng giúp đỡ ban xây dựng cùng cộng đoàn giáo họ chúng con để việc xây dựng nhà thờ được tiến triển tốt đẹp như ngày hôm nay. Để có kinh phí xây dựng công trình tới ngày hôm nay, giáo họ ghi nhận lòng quảng đại đóng góp của rất nhiều người trong cũng như ngoài giáo họ, trong nước cũng như hải ngoại. Trong đó có nguồn kinh phí rất lớn từ gia đình ông bà Phó Giuse Vũ Văn Hiệu và ông Hà Văn Thực. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành và thưởng công bội hậu cho quý ân nhân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn kiến trúc sư An Tôn Nguyễn Việt Tùng, giám đốc công ty cổ phần tư vấn nhà đẹp châu Âu đã tư vấn, thiết kế giám sát thi công và tài trợ cho một số hạng mục công trình. Xin cảm ơn các hiệp thợ đã phối hợp nhịp nhàng để công trình được đúng tiến độ và đảm bảo kỹ và mỹ thuật. Giáo họ Sâm Đông xin chân thành cảm ơn quý ban chánh chương, ban hành giáo, các ban đoàn trong và ngoài giáo xứ. Cảm ơn quý khách gần xa đã đến chúc mừng và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý thầy, quý dì đã nhiệt tình giúp đỡ giáo họ trong các tiểu ban phục vụ khánh tiết, thánh nhạc, giúp cho thánh lễ được long trọng và sốt sắng. Xin cảm ơn đoàn kim nhạc giáo xứ Đồng Bình, ban truyền thông giáo phận và giáo xứ, ban trật tự nhà xứ Sâm Bồ, đoàn nam nhạc giáo họ Sâm Đông, ca đoàn tổng hợp, ban âm thanh ánh sáng, ban trang trí, ban tổ chức giáo họ, ban hậu cần và các tiểu ban khác đã trực tiếp hay gián tiếp phục vụ thánh lễ và chuẩn bị cho đại lễ hôm nay được tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo chính quyền và những ban ngành liên quan thành phố Hải Phòng, quận Hải An và phường Nam Hải. Cảm ơn phòng an ninh đối nội công an thành phố, ban tôn giáo mặt trận tổ quốc thành phố Hải Phòng, quận Hải An, phường Nam Hải, công an quận Hải An, công an phường Lam Hải. Cảm ơn ban chủ huy đồn biên phòng Tràng Cát. Cảm ơn ban quản trị hợp tác xã Nam Phong, ban lãnh đạo tổ dân phố số 7 và số 15 đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi tổ chức thánh lễ được tốt đẹp. Và hôm nay đã đến chung chia niềm vui với chúng tôi, dành cho chúng tôi những lời chúc tốt đẹp và những nắng hoa tươi thắm. Xin cảm ơn quý cụ ông bà cộng đoàn dân Chúa trong ngoài giáo xứ. Cảm ơn các gia đình không cùng tôn giáo đã đến hiệp dâng thánh lễ và chung chia niềm vui với chúng tôi.
Nhân dịp mùa Giáng sinh và đầu năm 2020, chúng con kính chúc Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn một mùa Giáng sinh thánh thiện, một năm mới mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Nguyện Chúa thưởng công bội hậu và tuôn đổ muôn phúc lành cho Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin được gói trọn tâm tình yêu mến và biết ơn Đức Tổng Giuse. Có lãng hoa tươi thắm, kính xin Đức Tổng vui lòng đón nhận lòng thành của chúng con. Giờ đây xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông Phó Trương Vũ Văn Hiệu lên tặng hoa Đức Tổng. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa cộng đoàn, tràng pháo tay cảm ơn và chúc mừng Đức Tổng. Kính thưa Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn, công trình đức tin của giáo họ chúng con đã được khởi sự và tiến triển tốt đẹp, đã thi công được phần nền tảng nhưng còn cần nhiều trí tuệ, công sức và tiền của. Vì thế chúng con kính xin Đức Tổng, quý cha và quý khách thêm lời cầu nguyện cho chúng con sớm hoàn tất công trình đức tin này. Ước mong thời gian không xa nữa chúng con lại được hân hoan đón Đức Tổng, quý cha và quý khách trong đại lễ khánh thành. Sau thánh lễ chúng con trân trọng kính mời Đức Tổng, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ân nhân, quý khách đưa lại cùng chung chia sẻ niềm vui với chúng con trong bữa cơm thân mật tại quân viên giáo họ. Chúng con xin trân trọng cảm ơn và kính mời. Tôi xin cảm ơn tâm tình của cộng đoàn thể hiện qua bài phát biểu của ông trùm cả của giáo họ Sâm Đông. Như quý ông bà và anh chị em biết, giáo họ Sâm Đông có rất là ít người. Trước đây thời cha Dương còn sống, người làm tượng ở xung quanh nhà thờ này, và người vẫn nói vui là giáo họ này nhiều tượng hơn người giáo dân. Tượng ở xung quanh nhà thờ đếm được hơn 100. Nguyên các thánh tử đạo đã 117 rồi, còn 14 đường thánh giá mà nhân với 3 lên nữa. Rồi tượng Đức Mẹ, tượng Thánh Giuse, tượng Chúa Phục Sinh của nhà thờ. Cho nên là tượng ở đây nhiều hơn giáo dân. Tôi hy vọng là với việc xây nhà thờ, chúng ta sẽ tiến sang một trang sử mới, một cộng đoàn đạo đức trưởng thành. Đương nhiên có nhiều hay có ít người thì không phụ thuộc ở chúng ta, nhưng chúng ta cầu mong mặc dù ít hay nhiều thì cộng đoàn đức tín nơi đây vẫn mạnh mẽ và sống đoàn kết với nhau để thể hiện vẻ đẹp của đức tin cũng như sức sống của giáo hội. Một lần nữa tôi xin cảm ơn cha xứ cùng với cộng đoàn giáo họ, giáo xứ đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp rất nồng hậu nhân dịp về thăm và dâng thánh lễ. Chúng ta vừa dâng thánh lễ rất là sốt sáng. Để thánh lễ sốt sáng như vậy thì có sự cộng tác của ca đoàn. Không biết ca đoàn ở đây là người Sâm Đông hay ở đâu về mà thấy hát hay thế. Lại còn thấy có cả vĩ cầm nữa, tức là violon. Có một chị kéo violon rất là chuyên nghiệp, rất là tuyệt vời. Đương nhiên cái anh kia đánh đàn thì tôi biết lâu rồi, nhưng mà chị violon hôm nay lần đầu tiên thì tôi mới gặp mà. Vâng, thế mà làm cho thánh lễ của chúng ta sốt sáng. Ít khi nghe thấy tiếng vĩ cầm ở trong nhà thờ. Đàn óc điện tử thì nghe thường xuyên, nhưng mà tiếng vĩ cầm, tức là tiếng violon này, nghe chúng ta thấy điệu rất là thánh thót, phù hợp với các bài thánh ca, là những cung điệu của các thiên thần. Công các bà xin cộng đoàn cảm ơn ca đoàn một tràng pháo tay. Sắp Tết đến nơi rồi, tôi không biết công các bà thích Tết hay là không thích Tết. Nhưng mà nhìn chung thấy cười thế này là ai cũng thích Tết. Vì thế mà tôi cầu chúc cho các cha, các tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em, quý vị ân nhân, quý vị đại diện chính quyền một mùa xuân an lành, thánh thiện, tràn đầy ơn của Chúa, được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và may mắn trong cuộc đời. Xin cảm ơn. Chúng ta cùng đứng để kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em.
Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hãy trai tìm đức thánh như Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thánh cực tịnh đức thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy đức thánh Mikael. Lạy linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.